Em chào bác sĩ. Ôi, em chào chị Nhung ạ. Và hôm nay được biết là chị Nhung đến thẩm mỹ quốc tế Bali để làm buổi cuối cái dịch vụ trị mụn cũng như là căng bóng da đúng không ạ? Đúng thì em xin phép là mình bỏ ra một chút thời gian để quay feedback cho quý vị khách hàng đang theo dõi livestream của thẩm mỹ quốc tế Bali nhé. Vâng ạ. Thì quý vị thân mến, hôm nay thì chúng ta đang có trong phòng điều trị da cao cấp của thẩm mỹ quốc tế Bali. Và hiện tại thì chị Nhung đã làm xong cái dịch vụ Dr. Placenta rồi, thì chúng ta hãy cùng xem cái kết quả của chị đây ạ. Đó, quý vị có thể thấy là da của chị rất là căng bóng. Thì chị Nhung hôm nay là buổi thứ mấy của mình nhỉ? Hôm nay là buổi thứ 5 rồi, buổi cuối của chị rồi. À, vậy ạ, mới buổi thứ 5, buổi cuối cùng mà da đã căng bóng rất là đẹp như này rồi. Mà cứ không muốn lỡ buổi cuối. Thế thì không biết là cái tình trạng da của chị trước đây như thế nào? Quý vị cũng đang thắc mắc. Lúc trước thì da của chị ấy trên cả khuôn mặt này thì nó vừa bọc ở hai bên má này, rồi là trên trán với lại... Tưởng như là khoảng khuôn mặt luôn, toàn là mụn ẩn, vi lượng mụn đầu đen, rồi là thâm sạm rất là nhiều. Cho mọi người xem một tí đây. Em xin phép là show cái hình ảnh của chị nhá. Đây là hình ảnh của chị Nhung lúc mới đến này. Trông không nhận ra. Nó rất là nhiều vết mụn đúng không ạ? Thứ nhất là đặc biệt là có những cái vết mụn nó bị viêm nhỉ? Nó bị viêm nhưng mà nó còn bị hơi bị chốc chốc một chút. Vâng, đó. Đó, không ngoài da thì còn không đều màu. Da nó còn hơi sâm thâm thâm, không đều màu. Đó, trông rất là già và xấu. Thì hôm nay đây quý vị có thể thấy đấy ạ, thay đổi hoàn toàn rồi. Đó, thì chị cảm nhận như thế nào về những cái buổi chăm sóc điều trị da của mình ở thẩm mỹ quốc tế Bali? Thì tới đây từ buổi đầu tiên tới buổi cuối cùng thì chị thực sự cảm thấy rất là thoải mái. Từ thái độ phục vụ đến là cách làm việc của mọi người rất là chuyên nghiệp. Và mỗi lần tới đây mà chị cảm giác như kiểu là mình đang đi thư giãn, đi thả xả stress. Bởi vì lần nào làm cũng giống ngủ ấy chứ. Cảm thấy không là đau đớn, không đau đớn, không khó chịu. Lúc trước tới đây làm thì cũng sợ phải về nhà kiêng khem hay là ảnh hưởng cuộc sống sinh hoạt ấy. Nhưng mà về nhà thì vẫn thấy bình thường, nó không phải kiêng khem quá nhiều ấy. Mà bây giờ da mặt lại đẹp nữa, trông như da em bé nên là càng thích hơn. Hôm nay da là vừa căng vừa hồng. Và trông nó còn bật tông và trắng hơn cái buổi đầu mình đến đúng không ạ? Buổi đầu nó thâm sạm mà da nó không đều màu, trông nó già ấy. Em nhớ là cái buổi đầu tiên chị Nhung đến tư vấn thì da của mình không những là bị thâm mụn mà còn bị da không đều màu nữa. Và hôm nay thì mình đã loại bỏ được hết hoàn toàn những cái khuyết điểm trên gương mặt của mình rồi. Bây giờ da đều màu. Bây giờ chị còn tự tin là để mặt mộc của mình đi chơi không ạ? Chắc chắn chứ, ngày xưa phải make up nhiều lắm, xong rồi là gọi hay đeo khẩu trang. Vâng. Làm đủ mọi thứ cũng vừa để là chống mụn cũng như là để mọi người đỡ phải nhìn thấy mình, xong là mọi người kỳ thị ấy. Bây giờ thì ngay lập tức trong ngoài đường không cần phải như thế nữa rồi. Vâng ạ. Bây giờ ra đường mà chỉ cần tô son là có thể ra rồi đúng không chị? Đấy là một điều rất là tuyệt vời rồi. Và quý vị thân mến, quý vị vừa được chứng kiến một ca trị mụn cũng như là căng bóng da rất là thành công tại thẩm mỹ quốc tế Bali. Và xin chúc mừng chị Nhung với kết quả của mình đã nhận được. Và quý vị thân mến, nếu như quý vị đang gặp phải cái tình trạng da bị mụn này, không đều màu cũng như là xỉn da, thì hãy tới ngay Bali để chúng ta có thể cải thiện cái làn da của mình tại địa chỉ 463 Kim Mã Ba Đình, Hà Nội. Hoặc quý vị có thể gọi điện hotline là 0386 463 463 để được đặt lịch cũng như là tư vấn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại trong những livestream lần sau.